đến với tấm lòng của chúng con. Xin Chúa cho chúng con mỗi người ý thức được rằng chúng con là tội nhân trước mặt Ngài. Chúng con ăn năn, chúng con trở lại với Ngài để tìm được sự yên nghỉ trong Chúa. Sau giờ này chúng con sẽ có thức ăn để bồi bổ thân xác của chúng con. Cầu xin Ngài chúc phước trên thức ăn, chúc phước cho mỗi người chúng con qua thức ăn này, và cũng ban ơn cho những người có tấm lòng chuẩn bị cho chúng con và bữa ăn chiều hôm nay. Được ơn của Chúa, chúng con nhận lãnh với lòng biết ơn Ngài và thành tâm cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời tất cả quý vị an tọa. Xin chào tất cả quý con cái Chúa cũng như tất cả các tổ chúng tôi hôm nay. Hôm nay thanh niên chúng tôi sẽ hát tôn vinh Chúa và đặc biệt tặng đến hội thánh một bài là Son Xuân Hồng Ân. Thanh niên muốn chúc hội thánh cũng như các thân hữu một năm được đầy an lành và được nhiều phước hạnh trong ơn của Chúa Giêsu, là Chúa của chúng tôi cũng như ông trời mà người Việt Nam hay gọi. Và hôm nay chúng tôi sẽ hát bài này, và xin quý vị trong lúc chúng tôi hát, quý vị có thể vỗ tay và chung vui với chúng tôi.
Dạ kính thưa quý vị, nhạc phẩm Ban Thanh Niên Hội Thánh chúng tôi vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm với mang tên Chuông Hồng An, nhạc và lời của Linh Mục Thái Nguyên đã mở đầu cho chương trình văn nghệ mừng Chuông đêm nay. Kính thưa quý vị, lần nữa Chuông lại về với chúng ta trên xứ người. Dù đã mấy chục năm trôi qua, nhưng cứ mỗi độ Chuông về, chúng ta lại chạnh lòng nhớ về quê hương, nhớ về ông bà, cha mẹ, họ hàng, bà con thân thuộc nơi quê nhà. Và nhất là chúng ta nhớ về kỷ niệm của những mùa Chuông thuở thiếu thời. Ôi nhớ lắm những mùa Chuông quê cũ, chiều 30 nắng ủ cội mai vàng, trước sân nhà khoe sắc những lồi hoa vàng tím đỏ lan cúc đào chanh nở. Đàn em bé như ngượng ngùng bỡ ngỡ, áo quần xinh hớn hở đón Chuông về. Hương hoa lan như diều diều đê mê, như quyến rũ những đàn bươm bướm nhỏ. Thế nhưng Chuông ở đây không rộn ràng náo nhiệt, thiếu mai vàng lẫn tiếng pháo mừng Chuông. Thưa quý vị, nhà thơ Nguyễn Bính cách đây gần 70 năm, trong một lần ông đón Chuông xa nhà, ông đã để lại những vần thơ bất hủ trong bài thơ Chuông Ly Hương. Hai câu mà ông lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, đó là: Tết này chắc em không về được, em gửi về đây một tấm lòng. Dẫu rằng nơi ông đón Chuông chỉ cách quê nhà ông 7 con sông. Kính thưa quý vị, cùng với nỗi niềm đó, thi sĩ Thiên Nhật Thư khi đón Chuông về trên xứ người cách quê mình nửa vòng trái đất, đã mượn cách gieo vần của hai câu thơ trên để gửi gắm tâm trạng của mình về cho người vợ, người yêu hay là người em gái trốn quê nhà. Tết này chắc anh không về được, anh gửi về đây một tấm lòng. Bên này nào có mùa Chuông mới, chỉ có sương mù với tuyết rơi. Riêng đối với nhà thơ Nguyễn Gia Linh thì qua mấy mùa Chuông ở xứ người mà lòng nặng trĩu vẫn chưa nguôi, tâm tư gửi trọn về quê mẹ theo cánh diều xưa dạt cuối trời. Mỗi người trong chúng ta đêm nay ngồi tại đây, có lẽ chúng ta cũng đồng mang những tâm trạng tương tự. Hiểu được nỗi niềm đó, đêm nay được sự cho phép của mục sư quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành, quý thầy cô truyền đạo, cũng như sự đồng ý của ban chấp hành, anh em nghệ sĩ nghiệp dư của chúng tôi sẽ cố gắng dùng lời ca, tiếng hát, những điệu lý câu hò để xoa dịu phần nào niềm trống vắng trong lòng của quý vị, cũng như để sưởi ấm quý vị khi Chuông về. Giờ này chúng tôi mong rằng quý vị cùng chúng tôi hãy tạm gói lại những ưu tư phiền muộn, những bâng khuâng lo lắng, để chúng ta cùng nhau hưởng trọn niềm vui trong những ngày đầu năm. Kính thưa quý vị, một lần nữa trước thềm năm mới, đại diện cho ông bà mục sư quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, quý thầy cô truyền đạo, ban chấp hành cùng toàn thể nam nữ nghệ sĩ, chúng tôi xin kính chúc quý vị một năm mới an lành và hạnh phúc. Kính chúc quý vị bước sang năm mới đạt nhiều thành quả mới cho công việc Chúa cũng như cho gia đình của quý vị. Chúc quý vị có một bữa ăn ngon miệng và một đêm thật là ấm cúng. Xin cảm ơn quý vị. Giờ đây để trở lại chương trình văn nghệ đêm nay, chúng tôi xin quý vị thưởng thức một tiết mục múa thật đặc sắc và độc đáo do đoàn vũ công mầm non của chúng tôi đã dày công luyện tập dựa trên nhạc phẩm Chiều Lên Bản Thượng, nhạc và lời của nhạc sĩ Lê Dinh. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt chào đón đoàn vũ công mầm non của chúng tôi.
So sánh với Thái Thành và nhìn xuống phải so sánh với Như Quỳnh, đó là nữ ca sĩ Lệ Minh qua nhạc phẩm Gợi Nhớ Quê Hương, nhạc và lời của nhạc sĩ Thanh Sư. Tôi xin đại diện cho thay mặt gia đình của chúng tôi xin kính chúc ông bà mục sư và tất cả quý ông bà anh chị em có mặt ngày hôm nay một năm mới tràn đầy hồng ân của Minh Chúa. Sư và tất cả quý ông bà anh chị em có mặt ngày hôm nay một năm mới tràn đầy hồng ân của Minh Chúa.
kính thưa quý vị, để cho chuẩn bị anh em chúng tôi chuẩn bị sân khấu để có vui chương trình với ngày hôm nay, chúng tôi xin hầu quý vị một câu chuyện vui. Câu chuyện này xảy ra trong một cái phòng khám của một bác sĩ. Tức là thường thường chúng ta biết rằng bác sĩ thì luôn luôn có những người y tá để giúp đỡ cho. Thì ông bác sĩ đã mướn một cô y tá về và phòng mạch ổng lúc nào cũng đông người hết. 9 giờ sáng ổng bước vào phòng mạch thì lúc nào cũng những dãy ghế đầy những bệnh nhân thay đồ sẵn ngồi đó. Thì một hôm không biết lý do gì mà cô y tá mới nghỉ việc, cô y tá đã nghỉ việc. Và ông ta mới mướn một người y tá mới. Và kể từ sau khi người y tá mới nó bước vào trong cái phòng khám của ông, thì 9 giờ ông tới ổng không thấy bệnh nhân nữa chứ. Ông kêu tại sao mà bị cái bệnh, cái phòng khám của mình ế dữ vậy nè. Và ổng điều tra ra thì cái cách làm việc của cô y tá này không giống cách làm việc của cô y tá trước. Tức là cô y tá trước mỗi lần bệnh nhân đến thì cô ta bắt thay đồ sẵn và ngồi đó chờ. Còn cô y tá này thì vì lịch sự quá cho nên chỉ cần ghi tên và báo rằng 9 giờ bác sĩ tới. Cho nên bệnh nhân người ta đi vòng vòng và người ta không có trở lại. Ông bác sĩ này thấy như vậy và mới kêu cô y tá này vào nói: bây giờ cô phải làm giống như người y tá trước, nếu không tôi sẽ lay off cô. Thì bỗng một hôm có một bệnh nhân bị đau răng. Ông ta tới, ông ta thưa cô. Cô ta quát lên: không có thưa gì cả, bây giờ tôi mời ông thay đồ ngồi xuống. Ông kêu: dạ thưa cô, không có thưa gửi gì cả, bây giờ ông có tới đây ông khám bệnh đúng không? Bây giờ đúng rồi tôi bệnh, nhưng mà thưa cô, ông bệnh thì ông làm ơn ngồi xuống. Thì ông này cũng không còn cách nào để cự với cô y tá này cả, cho nên cuối cùng ông ta phải đành lòng thay đồ mà ngồi đó. Trong lòng ông ta không có vui, thưa quý vị, nên cô y tá này tôi không biết tôi đau bệnh gì mà bắt tôi ngồi đây. Thì ông ta ngồi xuống và nhìn qua những bước để coi thử có người nào đồng cảnh ngộ với mình hay không. Thì ông ta thấy cái ông kế bên cái mặt cũng hầm hầm, ông nghĩ chắc là người này cũng là cảnh ngộ như mình, cho nên mình trút cái bầu tâm sự mình được. Ông kia: ông thấy không, hồi nãy ông vô tôi chưa nói bệnh gì bắt tôi ngồi thay đồ ngồi đây. Ông kia ông quay nói: anh bị bệnh cũng đỡ, còn tôi tới đây thu tiền điện mà ngồi đây sáng giờ. Và kính thưa quý vị, để trở lại chương trình văn nghệ hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị tiếp mục làm biến dựa trên nhạc phẩm đi. Trời sáng rồi mà phải thức dậy đi làm. Bà xã ơi, sao không thức dậy lo cơm nước cho anh vậy, cho bà xã sao ngủ hoài vậy? Sáng sớm mà kêu ló không sồn vậy ông xã? Em nghe gì không, con già đang gái tâm tư. Đi ngủ chứ đi đâu. Em nghe gì không, con nhà đang gái.
về nhà, đừng để em đợi đó nha. Em ơi, hôm nay anh cài cùng với con cháu. Lãng chưa? Con cháu bị to kéo dài. Mặt trời vừa treo trên ngọn sào. Đáp tới cho mà thôi. Anh cài làm sao mà gãy cài tôi? Anh chết rồi. Cho chết luôn. Mà nói cho em nghe nè, cô hai, cô ba là người nè. Chết sao? Bà sao? Đâu vậy? Đi ngủ tiếp chứ đi đâu? Vì nãy giờ chúng ta đến đây, hôm nay chúng ta đến đây mục đích chúng ta là mừng xuân. Tức là chúng ta phải nghe nhiều những bài nhạc xuân thì mới phải. Nhưng mà từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta chỉ nghe có một bài nhạc xuân do ban thanh niên của chúng tôi gửi đến quý vị. Cho nên giờ này chúng tôi xin kính mời quý vị tháp tùng cùng anh em chúng tôi để trở về quê hương, đón một mùa xuân thật là rộn ràng và náo nhiệt. Nơi đó có tiếng chim ca, tiếng pháo nổ, tiếng cười đùa của đàn em bé thơ ngây. Qua nhạc phẩm Xuân Đã Về, nhạc và lời của nhạc sĩ Minh Kỳ, qua hay giọng ca hàng đầu trong hội thánh của chúng tôi, đó là nữ ca sĩ Mỹ Linh và nam ca sĩ Thái Bình Dương. Xin mời quý vị trong tràng phó tay thật nồng nhiệt cho đón nữ ca sĩ Mỹ Linh và nam ca sĩ Thái Bình Dương. Xin kính chào tất cả quý vị và quý mục sư. Xin chúc quý vị và quý mục sư một năm mới tràn đầy hạnh phúc, vui vẻ và trong đấng yêu thương của đấng Christ. Xin cảm ơn.
là áo xanh xanh trên bông tím và đẹp tương thiên nga. Từng đàn chim non xinh xinh tung bay khắp trời cùng diễu dịu ca. Ta thường nói có yêu thì mới có ghen. Tôi còn nhớ khi tôi còn bé ở Việt Nam, có một nhạc sĩ sáng tác bài nhạc, tôi không nhớ lời, nhưng mà đại khái bản nhạc này diễn tả tâm trạng của một người con trai yêu người con gái. Và anh này ghen đến mức độ là không muốn cho người bạn nào, bất cứ người nào nhìn đã khen chê người yêu của mình. Thậm chí là cũng không muốn cho người ta giúp đỡ người yêu của mình dưới mọi hình thức. Và hôm nay thì tôi không có biết hát, tại vì cái giọng của tôi quý vị biết rồi là giọng dịch. Thành ra mà tôi hát một cái thì ăn học gà nhiều lắm, cho nên là tôi không có hát, mà tôi sẽ dùng cái bài hát đó tôi đọc cho quý vị nghe một đoạn. Bạn thân ơi hãy nhớ lấy lời, người tôi yêu bạn đừng ngó hay cười, đừng sang chơi nhà khi tôi vắng, cũng đừng đưa đón che dù trời mưa, đừng khen che màu mắt nâu huyền, cùng mọi người thân bạn hãy nhắn cho rằng đừng ai yêu người con gái đó, vì ấy chính là người tôi yêu rồi. Thưa quý vị, ghen thì cũng có nhiều cách ghen và cũng có nhiều kiểu ghen. Có những cái ghen rất là dễ thương, phải không quý vị? Nhưng mà cũng có những cái ghen thật là đáng ghét. Cho nên giờ đây chúng tôi mượn cái sân khấu nhỏ bé này, chúng tôi xin gửi đến quý vị một tiết mục ghen thật là dễ thương của cặp vợ chồng miền thôn giả qua nhạc phẩm Giang Câu, do đôi nam nữ nghệ sĩ Tống Long. Từ
ơi, cắm sào đợi tao cái nha, tao cho nói tiếng một với bà xã là mình đi dân câu liền nha. Bà xã. Gì đó anh? Cho anh đi dân câu nha. Đi dân câu hả? Ừ. Sao tự nhiên bữa nay lại đi dân câu vậy nè? Thì để anh kiếm mớ cá gì cho bà xã nấu canh chua mà. Anh đi rồi chừng nào anh về? Anh đi tới tới chừng nào? Tới sáng là anh về liền hà. Sao đi tới sáng dữ vậy? Nghe em hỏi nè. Em hỏi anh đêm nay đi đâu? Anh nói rằng anh đi dân câu. Phải đi dân câu không? Phải mà. Anh đi dân câu trên chiếc xuồng câu. Anh có cây sào anh trông trong phải không đó? Phải mà. Ông xã cho biết hay quá à. Ông xã của em mà. Em hỏi anh sao đi dân câu. Anh trong xuồng anh đi dân câu. Đi dân câu hoài mà không thấy con cá rồi hết trơn à. Cây thú tiêu giao nơi cánh đồng sâu. Anh cấm cây sào nghe sống cái sào này của anh đó nha, coi đặc biệt lắm nha, tôi bị gửi về cho anh đó. Trời ơi, anh nói ha, đi mà chỗ nào xong thâu á anh kéo lại được nè ha. Và anh không nhắc gì nữa, cái sào này xịn lắm á. Trời thầm gió mang cá gắn câu quấy đuôi gọi nhau. Em đâu thấy con cá nào đâu. Thì vẫn câu mới có chứ em. Sao nào đâu xem thưa không đu che nắng mưa dám mơ gì đâu. Phải không đó? Anh chỉ mơ của em là được rồi. Nghe cũng được nhưng mà nè, thuyền bè tí teo sông gió lên phải quay về nào. Anh mà lén bé hả chết yeah, nghe chưa em thôi. Anh thả mồi, anh đem câu văn. Phải không đó? Phải mà. Anh đem câu văn, con cá nào ăn? Con cá ham mồi, con cá rồi đời. Cá rồi đời. Sao còn hay quá? Em hỏi anh văn câu vui không? Anh nói rằng anh vui sao không? Sao không như cá về sông, như sao sổ lòng. Như sao sổ lòng nữa nè. Yeah. Ở nhà không có đi đâu hết á. Tư ơi, gắng đợi chút xíu nha. Tôi dặn bà xã làm vài công việc nhà là mình đi liền nha. Em ơi, con đi đi mà. Anh đi với con hai bên cạnh nhà phải không? Con hai nào đâu? Em mới thấy xuống xuồng nó hồi nãy nè. Xuống xuồng nó tìm em đó. Thiệt mà. Sao em còn nghi quá. Con đi dân câu mà sẵn sàng hết rồi nè. Em hỏi anh đêm nay đi đâu. Anh đã nói rằng anh đi dân câu. Phải không đâu không đó. Phải mà. Anh đi dân câu trên chiếc xuồng câu. Có cây sào anh trông ào ào. Trông anh trông hay quá ha. Ông xã của em mà. Anh trong sườn dưới tựa đó, anh đi dân câu. Anh đi dân câu thì không thấy con cá hết trơn à. Cây thu tiêu giao nơi cánh đồng sâu. Anh cấm cây sào nghe sông thì ra gió dạt dào. Trời thành gió mang cá cánh câu mấy đuôi gọi nhà. Em đâu thấy con cá nào đâu. Thì cho anh đi dân câu đi thì có cá chứ có gì đâu. Đêm
sao các em làm được rồi. Chân đi đi. Em ơi anh nhân câu ra sao? Vui lắm em ơi, anh tha mồi, anh đem câu dân. Phải không đó? Phải mà. Anh đem câu dân con cá nào ăn? Con cá hầm mồi, con cá rồi đời, cá rồi đời. Anh muốn nói rằng anh vui sao không? Nhìn cái mặt anh nó lại biết vui rồi à. Hay quá. Anh vui sao không như cá về sông, như sao sầu lòng, như sao sầu lòng, như cá ra sông. Ông xã nè, em cho đi đó. Cho anh đi thiệt hả? Tư ơi, bà xã đã cho tôi đi rồi. Mà đợi anh vô tôi chào khán giả, mình đi liền nha. Dạ, kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình văn nghệ hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị tham gia tiết mục trò chơi do ban thanh niên chúng tôi tổ chức. Xin mời ban thanh niên. Dạ, hôm nay con có một số có chương trình đố vui để đố hội thánh và hôm nay muốn thử tài hội thánh qua một số câu hỏi. Cái nếu mà câu hỏi này rất là đơn giản, nếu mà các bạn nào mà giơ tay mà trả lời thì được cái thưởng. Chỉ cần giơ tay trả lời là có thưởng liền. Cái này không phải là giá trị vật chất mà cũng có giá trị tinh thần, vì trong ba lì xì có một cái câu kinh thánh may mắn cho mọi người. Câu hỏi thứ nhất con muốn hỏi là có một cái ông già tiều phu là cái người đốn củi đó, ông đi lên núi trong một cái mùa đông lạnh giá, và ông tự nhiên ông đang đi á thì tự nhiên ông dừng lại hỏi là ông thấy gì. Lặp lại câu hỏi là trong một cái mùa đông lạnh giá thì có một cái ông già ông trèo lên núi, thì ông đang đi tự nhiên ông dừng lại hỏi ông thấy gì mà sao ông dừng lại. Ai giơ tay trả lời? Mày Vương. Ông thấy cưỡi. Ông thấy thú dữ. Cái đó gần chính xác nhưng mà chưa chính xác. Ai mà anh trai? Ông thấy lạnh. Chưa chính xác. Thấy thú dữ. Ông già ông ra lên núi ông thấy cái gì? Dạ ông cũng không thấy thú dữ luôn. Ông thấy hết đường. Hết đường đi rồi đừng lại. Dạ cũng gần đúng. Dạ đó câu trả lời chính xác, ông thấy mệt. Cho chị một cái phần mềm. Quý vị cố gắng tham gia và chúng ta có những cái bài gì gì đố mẹo lên đâu. Bây giờ lại có một cái ông già khác, ổng đi lên núi, lần này hỏi ông già đó ông thấy gì. Thấy rừng cây không ạ? Ai giơ tay trả lời mới được phần thưởng. Mời mà anh. Dạ sai ạ. Dạ mời chú. Núi thì phải thấy rồi nhưng mà cái đó không phải là câu trả lời. Các ông thứ hai đi lên sau ông trước đó không? Ông hỏi chân. Ông thứ hai đi lên sau đó không? Dạ đúng rồi, ông thấy cái ông già hồi nãy. Ở đây nè, ở đây có một cái gì ở đây nè. Đi lên xa tưởng thấy ông già kia. Để giúp vui cho chương trình.
câu hỏi để hỏi quý cô và cũng như các bạn. Một kẻ giết người bị kết án tử hình, hắn ta phải chọn một trong ba căn phòng. Phòng thứ nhất lửa cháy dữ dội, phòng thứ hai đầy những kẻ ám sát đang xương súc, và phòng thứ ba đầy sư tử nhịn đói trong 3 năm. Câu hỏi là có một cái tử tù mà người ta phải chọn một trong những cách chết của ổng á, thì cái phòng cho vô 3 phòng. Phòng thứ nhất á thì nó có lửa cháy rất là dữ dội, phòng thứ hai thì toàn là những kẻ ám sát đang có súng và dao rồi từ đó, rồi phòng thứ ba thì có một đàn sư tử nhìn đói 3 năm. Hỏi là ổng sẽ chọn vô cái phòng nào? Tôi trả lời rồi. Mời em. Chọn cái phòng thứ ba. Tại sao ông không chọn phòng thứ ba? Tại ba con sư tử đói, nhìn đói 3 năm thì chết rồi. Đúng rồi, sư tử ba nó đói 3 năm thì nó cũng chết rồi chứ. Câu này rất là dễ. Cái gì tay trái cầm được còn tay phải cầm không được? Cái gì tay trái cầm được mà tay phải cầm không được? Cái gì mà tay trái tay phải cái chén có lại tay phải cầm được. Ok, vậy đó câu trả lời chính xác. Tay phải thì đâu có cầm được tay phải đâu. Câu này thì nói về từ ngữ Việt Nam. Cái từ gì mà 100% người dân Việt Nam đều phát âm sai? Từ sai. Trả lời có câu trả lời chính xác. Từ sai thì phát âm là sai thôi. Con trai và đàn ông khác nhau như thế nào? Con trai. Một, hai, ba. Ai giơ tay trước thì sẽ được trả lời. Một, hai, ba. Đi vào gì đây? Đàn ông á. Thì ba trên trời, con trai thì ở dưới nước. Dạ, đó, câu trả lời chính xác. Ok, có một câu hỏi khác. Có một cái người mà người ta tự nhiên người ta bị rớt xuống giếng, mà tại sao đồ áo quần người ta ướt hết mà tại sao cái đầu người ta không à, cái tóc người ta không ướt? Sai à? Đâu không giờ lên thế? Cái đầu ướt hay là cái tóc ướt? Dạ đó, cái chính xác. Ông thầy chùa thì ông rớt xuống rồi mà tóc đâu có tóc đâu mà ướt vậy. Hỏi là cái người mà bị gù thì người ta ngủ làm sao? Nhắm mắt. Thôi con Mỹ lên nè. Dạ đúng rồi. Chứ không phải nằm sấp rồi. Nếu mà chỉ có một cái que diêm trong một ngày mùa đông lạnh giá, có một người bước vào cái một căn phòng có một cây đèn, một bếp dầu và một bếp củi, hỏi là cái người đó họ sẽ thắp cái gì đầu tiên? Khoan, để lặp lại câu hỏi là nếu chỉ có một cái que diêm trong một cái mùa đông lạnh giá, một người bước vào cái phòng á, trong đó có một bếp. Có một cái bếp dầu, một cái bếp củi và một cây đèn, hỏi người ta thắp cái gì đầu tiên? Có người khác rồi. Mời đồng sư.
Dạ đúng rồi, người đó phải thắp cái que diêm trước thì mới thắp được những cái đèn dầu nữa. Nhưng mà ông sư một cơ hội bài. Ok, có một câu thật là khó. Một người mà có 3 quả tim mà vẫn coi là bình thường. Ai không? Đó. Để cho mọi người suy nghĩ. Một người mà có tới 3 quả tim mà cũng được gọi là bình thường. Linh Việt. Ờ coi cái cô bị lên này. Người đó sinh 3. Dạ. Dạ sao vậy? Xin đôi, xin đôi. Vậy bây giờ ai vô tay trả lời, Xin đôi. Một, giữ lại đi. Dạ đúng rồi, người đó người ta xin đôi thì cần hai quả tim của em bé với lại quả tim của người mẹ. Còn tim hết tiền rồi. Ok, xin cảm ơn tất cả. Và câu đó nữa là có một cái bà, câu hỏi cuối cùng ạ, có một bà kia bà không biết bơi, xuống nước là bà chết, nhưng mà một hôm bà đi tàu và bỗng nhiên cái tàu chìm nhưng mà bà không chết. Tại sao? Tàu lặn. Có một bà không biết bơi mà xuống nước thì bà chết rồi, nhưng mà